hơn 2.000 trái khóm vừa thu hoạch của anh Trang Anh Tuấn được Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Thắng thu mua với giá 11.000 đồng một ký. Giá bán bằng thị trường nhưng đổi lại anh được hướng dẫn quy trình trồng, bao tiêu đầu ra. Nhờ vậy, đảm bảo về sản lượng và lợi nhuận. Mình xài phân hữu cơ rồi cho cây khóm nó sạch hơn. Khóm mình ra có Hợp tác xã thu mua, nên cũng tiện lợi bán dễ dàng hơn. Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Thắng thành lập năm 2005. Thành viên tham gia tuân thủ quy trình trồng, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, áp dụng phương pháp tưới thông minh. Hợp tác xã kiểm soát chất lượng và thu mua trực tiếp, bình quân đạt lợi nhuận từ 80 đến 120 triệu đồng một hecta, tùy theo độ tuổi của khóm, tăng từ 20 đến 40 triệu đồng một hecta so với canh tác truyền thống. Năm 2003, khóm giá nó quá rẻ, chỉ có được 300 đồng một trái thôi. Thì suy nghĩ tới suy nghĩ lui rồi khóm nó hơn ngoài đồng không ai mua chứ. Rồi suy nghĩ tới bạn với mấy anh em trong ở xóm á, rồi mới mình thành lòng hợp tác xã đi coi có tìm đầu ra được không để cho cây khóm nó được cái giá nó cao lên. Ngoài các buổi họp lệ định kỳ hàng tháng, khi gặp khó khăn trong sản xuất, các thành viên đều có thể gặp hội đồng quản trị để trao đổi tháo gỡ. Hiện hợp tác xã có 39 thành viên với hơn 170 hecta, trong đó có 60 hecta đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, mỗi năm cung ứng ra thị trường trong nước hơn 2.000 tấn khóm và phát triển các sản phẩm rượu, nước màu, bánh và gỏi củ hủ khóm đạt OCOP 3 sao và 4 sao cấp tỉnh. Đối với hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Thắng, đây là hợp tác xã đầu tiên trong 18 hợp tác xã nông nghiệp của thành phố Vị Thanh sản xuất trên lĩnh vực là chế biến các sản phẩm từ khóm. Đây là cái dấu hiệu vui tích cực cho bà con nông dân trồng khóm ở thành phố Vị Thanh, đặc biệt là cái vùng khóm Quả Tiến và thành viên của hợp tác xã Thạnh Thắng, tạo ra dấu hiệu để có cái điều kiện liên kết trao đổi cung ứng hàng hóa ra thị trường, giới thiệu cho bạn bè cho cả nước và định hướng sẽ xuất khẩu sang các thị trường các nước. Liên kết sản xuất, cùng nhau tiến bộ, ổn định đầu ra là câu chuyện thành công của hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Thắng. Kinh tế tập thể từng bước trở thành điểm tựa giúp nông dân dùng đất phèn mặn vươn lên làm giàu từ lợi thế của địa phương.